và dĩ nhiên là có tụi em được hưởng sấy chút chút trong đó. Và làm một cái chương trình thì nó không có đơn giản. Em chia sẻ có rất là nhiều những cái khó khăn và cũng có những cái bất cập. Thì nếu như trong quá trình diễn ra chương trình có cái điều gì đó mà khiến cho mọi người không vừa ý thì cũng xin phép bỏ qua cho em nha. Ok. Rồi Cường ơi, chú có nói gì đi. Chú nói quá trời rồi. Giờ con mới ra con cũng không biết nói gì luôn. Diễn viên, em gợi ý một cái gì đó cho Hồ Văn Cường nói đi. Chẳng hạn thì trên đường đi tới đây thì con có khát nước không? Trước khi ra sân khấu mình có kịp uống nước để mình hát phục vụ cho cô chú dưới này không? Hay là mình vừa tới là cũng ra hát luôn? Dạ, do là tình trạng kẹt xe nó đang diễn ra ở ngoài kia. Đúng. Cho nên là vừa tới đây là chỉ chạy vô cánh gà để mà gắn in-ear rồi cầm video ra thôi. À, vậy thì một tràng pháo tay nó dành cho ca sĩ Hồ Văn Cường hát không uống nước. Dạ. Nên là vừa hát xong thì em thở. Bình thường hả? Rồi chờ nó uống đi, uống trước đi, uống trước đi. Đừng nhìn ta. Dạ. Tao uống nước nhìn ta sao tao đâu, em nhìn chai nước mà. Dạ, trong khi con uống nước chú nói. À dạ, tôi nói kìa. Để chú che cho Cường uống nước. À, dạ. À, đó là những cái tính chất nó rất là đặc trưng của những show mà Nguyễn Minh Cường làm. Cường không chỉ mang đến âm nhạc cho tất cả mọi người mà sẽ mang đến những cái tiếng cười. Thường thì hồi xưa hay nói rằng là cứ đến show của Nguyễn Minh Cường là để nỗi buồn ở lại và anh em niềm vui đi về. Dạ, thì hy vọng rằng hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều niềm vui mang về nha. Dạ. Yeah. Rồi, đội hình của tụi em đã hoàn tất. Rồi bây giờ thì tụi em sẽ bước tới một cái chương thứ hai. Chương này thì em xin phép được lăng xê em. Cách đây 2 tuần em có cho ra mắt một cái album mang tên là Tự Nhiên. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Em á, dạ. Cái album Tự Nhiên này đánh dấu một cái cột mốc 10 năm sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Từ khi bắt đầu tham gia vào nhóm bè Cadillac, được tiếp xúc với âm nhạc và em bén duyên trên con đường sáng tác, thì 10 năm trôi qua em đã đúc kết được rất là nhiều những cái cảm xúc trong đó. Và trong 10 năm đó thì em có rất là nhiều những cái mối quan hệ với những người ca sĩ, và những người đó thì đang nằm ở trên cái playlist này. Gần đây thì em có hợp tác với một ca sĩ trẻ mang tên Hồ Văn Cường. Trong một dịp sớm nhất thì em và Cường sẽ có một cái album để gửi tới khán giả. Nhưng mà Cường hay tức chú Cường lắm. Toàn là cho hát bài mới, bài khó, không biết giờ gửi nguyên album có chịu hát không nữa chứ. Dạ hát chứ. Ủa? Có nhưng mà hát hát à. Vậy em bữa nói tức là tức thiệt hay tức giỡn? Dạ vừa giỡn vừa thiệt. Vừa giỡn vừa thiệt hả? Nhưng mà hôm nay hát bài mới ngon ơn nè. Dạ. Đúng không? Trời, ngon ơn cái đó là chưa uống nước nha. Dạ, uống nước là chữ nữa. Đúng không? Anh đừng nói vậy, lát em áp lực. Em cho em có. Dạ. Đó. Hát bài mới xong khán giả vỗ tay quá trời. À không phải bài mới mà là bài mà Cường chưa từng hát. Hồi nãy là Cường đã hát cái ca khúc Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn và Chân Tình. Chân Tình thì đã từng hát rồi, nhưng Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn thì đây là lần đầu tiên mà Cường thể hiện. Quá là trân trọng luôn. Dạ. Và bây giờ tới cái chương tiếp theo để em via quảng cáo cho em. Với nhân tiện là ở ngoài kia em có để mấy cái đĩa. Mọi người có yêu thương lát ra hốt mấy cái đĩa cho em. Ok ok. Dạ. Thôi em giỡn. Dạ. À dạ mua thì em bán thiệt. Dạ, tới cái chương album này thì em xin phép mời những nghệ sĩ có mặt ở đây sẽ chọn một cái ca khúc và thể hiện. Bất kỳ ở trên đây, ban nhạc đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Và ca sĩ chỉ cần nhìn lên playlist, chọn bài nào ban nhạc chơi bài đó và hát thôi. Cường bây hát. Giờ Tuấn Dũng chọn đi. Cường hát Hoa Nở Không Màu. Cường chọn thiếu đi.
Cường hát hoa nở không màu. Đang lửa phải không? Đang lửa phải không? Buồn làm chi em ơi. Thôi thì em sẽ chọn một cái ca khúc mà em cũng đã từng xin anh Cường cover đi cho dễ đi. Đó là bài Hoa nở không màu. Dạ. Ok. Cái lựa chọn này có tính toán. Lựa chọn cái ca khúc mà mình đã từng xin luôn. Rồi ok. Con lựa chọn được chưa? Buồn làm chi em ơi. Buồn làm chi em ơi. Dạ thì theo lời gợi ý dưới đây dưới cô chú chị thì con chọn Buồn làm chi em ơi nha chú. Cũng là một lựa chọn có tính toán tại tập rồi, hôm bữa hát trong nhâm viên guitar rồi. Cũng tính toán, khó cho em rồi Quang. Hai cái bài quen người ta bút hết rồi. Giờ em chọn bài nào? Không, như một chương trình xong. Mời em tới đây làm khó nhưng mà để thật ra em là một cái người sống khá là cảm xúc. Cho nên là em xin chọn một cái bài nó cũng cảm xúc một chút. Nhưng mà để em coi giờ em ngủ chưa cái đó. Cho em chọn bài bài Còn Thương đi. Em nói em là người sống khá cảm xúc, ở đây ai cũng vậy. Ai sống cũng cảm xúc hết trơn á. Nhưng mà còn thương ai? Thương vợ. Còn thương ai? Hay là còn thương rau đắng một sau hè? Để em về em viết list ra rồi em gửi. Rồi, chuẩn bị chưa? Ai trước? Dạ ai trước? Anh hay là mình từ xì á? Xin chào. Ai chọn trước hát trước hả? Ai trước? Ai chọn trước hát trước hả? Ai trước? Đúng rồi, trước sau cũng hát à. Ai trước? Dạ rồi, dạ vậy hát trước luôn. Dạ. Rồi ok, Tuấn Dũng sẽ mở màn.